Xin chào quý vị khán giả, cảm ơn quý vị khán giả đã đến với kênh du lịch Nếm TV. Ngày hôm nay thì Nếm đang có một cái chuyến đi từ Mộc Châu về với cả Hà Nội. Thì trên cái con đường này thì chúng ta sẽ phải trải qua những cái đèo rất là cao và nguy hiểm như là đèo Thung Khe. Vì vậy ngày hôm nay thì Nếm sẽ review cái tuyến đường từ Mai Châu đi, Mai Châu về với thành phố Hòa Bình nhé mọi người nhé. Đây, thì một lát nữa thôi thì chúng ta sẽ thấy được cột cờ Mai Châu. Tuy nhiên cái chỗ địa điểm du lịch đó thì chúng ta mà có vào để tham quan, chụp hình check in hay là nghỉ chân thì nhớ là phải để xe cẩn thận một chút. Nhìn bên tay phải, bên chỗ tả lý âm thì chúng ta sẽ, đó là hướng về Mai Châu. Ô, chỗ này cấm vượt mà vẫn có mấy anh vượt này. Đi ở cái con đường này thì những xe trọng tải lớn, xe khách thì bắt buộc là chỉ được di chuyển với tốc độ 50 cây số trên giờ. Đấy là theo cái biển báo cấm luôn đấy mọi người ạ. Những cái khúc cua này vượt rất là khó, nhưng mà chúng ta chỉ nên vượt những cái đoạn đường mà người ta cắm biển là cho phép vượt thôi nhé mọi người nhé. Bởi vì là họ đã nghiên cứu và đưa ra từ những cái vụ tai nạn rồi. Ở đây trước đây rất nhiều vụ tai nạn luôn. Bây giờ thì nó cũng được mở rộng ra một xíu này, nhưng mà ngày xưa thì nó còn hẹp hơn rất là nhiều luôn. Bên này là Mai Châu nhá, bên này là Mai Châu, một địa điểm du lịch rất nổi tiếng của Hòa Bình. Trên tuyến đường này thì các anh xe tải và xe khách chạy rất là nhanh, nên là mọi người sẽ phải đi hết sức cẩn thận. Theo mình thấy thì cái tuyến đường đèo này nó cũng không quá là khó. Tuy nhiên ở một cái đoạn ở chỗ dốc đá trắng đấy mà người ta hay dừng chân nghỉ ngơi đấy, thì chúng ta phải lưu ý ở chỗ đó. Bởi vì đa phần mình thấy là các xe con này, xe gia đình đều chạy số D, tức là chạy số rất là cao và không hề chuyển xuống số thấp, mà mọi người sẽ dùng phanh. Lát nữa thì các bạn sẽ thấy là phanh liên tục luôn. Không hiểu tại sao anh em không ai chịu khó đi cái số thấp. Đây, cái tuyến đường này thì về đèo thì nó không nguy hiểm, nhưng mà về số lượng xe ấy, mọi người sẽ có rất nhiều những chiếc xe vượt ẩu ở những cái khúc cua, nên là chúng ta sẽ phải hết sức cẩn thận. Nếu như anh em nào cũng chạy cẩn thận thì nó lại không có chuyện để nói. Để làm ra được cái tuyến đường đèo này thì người ta đã phải san đá bên trên rất là công phu kỳ công mới có một cái tuyến đường như thế như ngày hôm nay. Hiện tại thì đi từ Hà Nội mà lên Mộc Châu thì cũng chỉ rơi vào tầm khoảng 4 tiếng thôi. Nó đã được thu ngắn do là có cái tuyến đường từ Hòa Lạc lên trên Hòa Bình. Sau này thì chính phủ sẽ tiếp tục xây dựng thêm cái tuyến đường từ thành phố Hòa Bình lên với cả Mộc Châu, mở những cái khúc cua. Đây, chỗ này thì có một cái điểm check-in cột cờ Mai Châu để ngắm toàn thung lũng Mai Châu. Nhưng mà ở đây thì chúng ta phải để xe từ bãi này xong đi bộ trở lại. Ồ, chiếc xe này chắc là vào đây để check-in. Mình cứ quay chi tiết nhá mọi người nhá, để cho những quý vị khán giả mà những ai mà ở trong miền Nam này, miền Trung, hoặc là kể cả là người đồng bằng nhưng mà chưa có dịp lên với Mộc Châu thì cũng tham khảo thêm về cái con đường đèo này. Con đường đèo này thì đấy, hiện tại thì mình đang chạy ở tốc độ 50 cây số trên giờ. Chiếc xe của mình đang là vòng tua 2000, máy dầu, máy xăng thì chắc nó phải 2000 mấy. Nhưng mà đây chưa phải là cái đoạn dốc nhất. Ở những cái đoạn mà có gờ giảm tốc này thì là những cái đoạn mà đã từng xảy ra va chạm, nên mọi người hãy chú ý một chút khi mà đi qua những cái chỗ có gờ giảm tốc như này nhé. Đây, những cái khúc cua này thì đã được mở rất là rộng. Có một lưu ý cho mọi người, đó là khi mà lên trên cái tuyến đường này ấy, thì
chúng ta, nhất là mùa đông ấy, thì chúng ta phải kiểm tra về hệ thống đèn gầm cũng như đèn cảnh báo sương mù, đèn phá sương để đi lại cho nó an toàn hơn. Nãy mình di chuyển ở cái khu vực Vân Hồ Sơn La đấy, thì nó rất là mù mịt luôn. Rất là mù mịt. Thậm chí có những cái đoạn mà mình chỉ có thể là nhìn thấy chiếc xe ở đằng trước với cái cự ly là tầm khoảng 5-10 mét. Sương mù rất là dày luôn. Đèo này thì theo mình thấy thì nó cũng không quá hùng vĩ, bởi vì cảnh quan thì nó cũng không có gì nhiều đặc sắc. Những cái quả đồi này thì không còn cây lâu năm, không còn cây cổ thụ, nó chỉ là cỏ thôi, nên là cũng đối với mình thì nó cũng không quá đặc sắc. Cứ lâu lâu lại có một hộ gia đình thì họ làm những cái chỗ tạm thời, tạm gọi là trạm nghỉ như này. Nếu mà các anh tài xế cũng nên nghỉ ngơi để cho cái phanh của nó có thể là nguội trở lại. Chứ không thì cái tình trạng mất phanh đối với những chiếc xe trọng tải lớn thì nó rất là nguy hiểm. Đây, cái khúc cua cũ ngày xưa thì nó mở ở trong này cơ. Tuy nhiên bây giờ thì họ đã làm lại và lên trên này thì nó rất là đẹp, an toàn hơn rất là nhiều. Đây là biển báo đá lở, đá rơi. Có lẽ là thi thoảng sẽ có những cái khối đá nó lăn từ trên kia xuống, nên chúng ta cũng phải lưu ý một chút. Đây, chúng ta có bắt đầu thấy sương mù ở đây này. Sương mù như này thì chúng ta nên bật đèn chiếu gần, và dày quá thì chúng ta nên bật đèn hazard, đèn cảnh báo hai bên đấy. Những anh tài xế mà phải chở những chiếc xe mà có cái trọng tải lớn như thế này rất là vất vả. Anh em xe con nhớ là phải nhường đường nhau một chút nhé. Hôm trước thì có một cái video gây tranh cãi ở trên internet, khi mà chiếc xe trọng tải lớn đang lên dốc thì gặp một chiếc xe sự cố cùng chiều, thì anh ấy đã đánh làn để sang bên kia để vượt, nhưng mà do là xe của họ nặng, họ đi chậm, thì bỗng nhiên là có một chiếc xe Mitsubishi, ôi rõ ràng đang cấm vượt mà ông xe bồn, các bạn thấy chưa? Đấy, nếu mà các anh em chạy tử tế thì đâu có chuyện gì xảy ra đấy. Mấy ông xe bồn kia chạy không tải, ông 26C01418 gì kìa, ông ấy chạy sợ thật đấy. Đáng cái chỗ nguy hiểm này đấy, chúng ta nên chạy tử tế một chút. Đấy, quay trở lại cái câu chuyện trước thì cái con xe con kia nó cứ cố tình nó vượt và nó không cho anh xe tải lên, nên đâm ra là gây tranh cãi rất là lớn. Đây, chỗ này đoạn này thẳng rồi. Đây, chỗ này người ta đổ nước mui với cả rửa xe tắm giặt đây mọi người này. Ở đây thì có một cái biển cảnh báo là cẩn thận rơi xuống vực. Đấy, chúng ta bắt đầu bước vào quang cảnh trời mù rồi. Đi trời mù như thế này thì đèn vàng sẽ phát huy được tốt nhất. Mình nhớ cách đây tầm khoảng 4 năm, bỗng nhiên Hà Nội có một cái trận sương mù. Những ai mà những chiếc xe mà sử dụng đèn màu trắng ấy thì hôm đấy là gần như không đi được. Cái sự kiện đấy thì mình cũng quên mất năm chính xác rồi, nhưng mà nó rơi vào tầm khoảng hình như là 19-20 gì đó. Thì chúng ta mới thấy được là cái đèn, tại sao mà các nhà thiết kế, các nhà sản xuất xe họ vẫn luôn sử dụng đèn vàng là đèn ưu tiên. Bây giờ thì các xe cũng có những hệ thống đèn gầm thì nó cũng sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Ôi chà, trắng. Tầm nhìn của mình bây giờ chỉ còn có 15 mét thôi, 10-15 mét thôi. Sở dĩ mình phải nói với mọi người là nên bật đèn do là lúc mà mình đi qua Vân Hồ Sơn La, mình thấy có rất nhiều xe chạy ngược chiều không hề bật đèn luôn, khi mà trời đang mù đặc, nên rất là khó để xe đối diện họ phát hiện ra kịp thời.
đi trong sương mù này thì rất dễ bị cái tình trạng ảo giác, nhất là buổi đêm ấy. Mình đã đi rất nhiều những cung đèo vào buổi đêm rồi, mà chỉ cần chúng ta hơi mệt mỏi một chút thì hiện tượng ảo giác cũng đã xuất hiện ngay lập tức. Hiện giờ bây giờ đang là 10 giờ trưa mà trời vẫn rất là mù mịt. Đây, bắt đầu chúng ta đã tới dốc Thung Khe. Và dốc này thì sẽ trải dài 11 cây số mọi người nhé. 11 cây số rất dài và rất nguy hiểm. Khi mà chúng ta thấy cái cảnh báo đi số chậm thì tốt nhất là mọi người hãy cho xuống số tầm số 2 thôi. Đây. Bây giờ mình sẽ chuyển số về số 2. Để chiếc xe nó sẽ sử dụng hệ thống số hãm lại thay vì là chỉ dùng mỗi phanh. Trời rất là mù mịt luôn. Mọi người thấy cái số lượng xe khách chạy trên tuyến đường này nhiều chưa? Bởi vì cái tuyến này là tuyến mà người ta hay đi du lịch trên Mộc Châu đấy. Nên những chiếc xe khách cực kỳ lớn. Đây, lái xe hãy về số thấp. Đấy, biển báo thông báo như thế. Mình đang đi số 2 và từ nãy giờ thì mình không hề phải nhấn phanh. Lâu lâu mới chỉ đệ một chút thôi, rất là an toàn. Các bạn cũng không lo về vấn đề hỏng côn đâu. Ôi trời, chẳng nhìn gì luôn. Đấy. Nhưng mà theo đánh giá của mình thì cái đèo Thung Khe này hạ tầng khá là cũ và không được an toàn như một số con đèo mới đang được sửa chữa như Pha Đin. Ví dụ như cái đây, những cái đèn, những cái phản quang này này, không biết là buổi tối nó có phát huy hay không. Đấy, những cái cột này thì mình thấy cũng không được uy tín cho lắm. Bây giờ mà các bạn đi đèo Pha Đin ấy, thì thấy nó rất là an toàn luôn. Đấy, mình vừa phải phanh một cái đấy. Tức là lâu lâu mình mới sử dụng phanh thôi. Rất là nguy hiểm mọi người ạ. Mù trắng xóa luôn. Không hề nhìn một cái gì luôn. Anh em tài xế cố gắng là bám làn. Bám làn chứ không là nếu mà lấn sang làn khác thì sẽ xảy ra tình trạng ú à. Nguy hiểm lắm mọi người ạ. Sương mù nó là một cái thứ kinh khủng khiếp đối với cánh tài xế. Nhất là những chiếc xe mà có chiều dài cơ sở dài như là xe khách và xe tải. Vì vậy nếu mà bạn nào mà đi phượt bằng xe máy thì đi qua đường này tốt nhất là các bạn nên tránh xa xa ra. Tránh xa xa các xe mà có chiều dài lớn, bởi vì họ sẽ không nhìn thấy khi mà chúng ta rơi vào điểm mù đâu. Tại những cái chỗ này thì người ta dừng lại đây để nghỉ ngơi rất là nhiều đây này. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là mình đang vội quá nên là mình không thể ở lại được. Trong đó thì chúng ta có thể ăn cơm lam này, ăn trứng luộc này. Và thậm chí là tí nữa sẽ có một cái chỗ gọi là dốc đá trắng, có một cái ngọn núi trắng trắng ấy. Thì cái chỗ đấy nó cũng khá là đẹp. Thì chúng ta có thể dừng lại để cho xe nó nghỉ ngơi. Ôi chà chà, đợi đợi mẹ, cái con xe khách này 29B61798 này vượt láo thật đấy, đúng cái chỗ cua như thế mà dám vượt. Đấy là lý do tại sao giờ mình cũng rất là ngại khi mà ngồi lên những chiếc xe khách kiểu như vậy, bởi vì là tính mạng của mình đang giao cho một cái ông mà chạy ẩu như thế thì đâu có nói trước được điều gì. Và cái con đường đèo Thung Khe này thì nó rất là nhiều vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra rồi mà các ông ấy không rút kinh nghiệm, sợ thật đấy. Đây, cái chiếc xe máy này cũng không bật đèn này. Mọi người nhớ nhá, gặp sương mù là
động tác đầu tiên là phải bật đèn. Đấy, bật đèn chiếu gần. Và đừng có vượt ẩu như cái ông xe khách vừa nãy nhá, thì hú hồn. May là mình phanh kịp, nhỡ lỡ như mình là một chiếc xe tải lớn và đang phanh không ăn thì sao? Đây, chiếc xe này cũng không này, cũng không bật đèn này, đây, xe con đấy. Đây cái núi đá cao cao đây mọi người ạ. À. Núi đá cao cao sắp tới đây này. Đây là cái chỗ mà người ta hay dừng lại để check in đấy. Đây, nó cao sừng sững đây này. Đấy, đúng rồi. Thì đó thì sẽ có những cái kiosk, những cái lán của bà con để bán hàng lưu niệm, bán đồ rừng, rồi bán đồ ăn. Mọi người có thể dừng lại để nghỉ ngơi nhé, ngơi cho nó an toàn, cho mát xe tí rồi hẳn tiếp tục di chuyển. Nãy giờ xuống dốc liên tục 11 cây số mọi người nhé, 11 cây số mà xuống dốc liên tục, tức là chúng ta bắt buộc phải đi số thấp, chứ không thì hệ thống phanh mà các bạn phanh liên tục suốt 11 cây số thì mất phanh là bình thường đấy. Có rất nhiều lần mình cảnh báo anh em khi mà phải đi số thấp trên những cái video khác như là đèo Khao Phạ, thì rất nhiều người vào cười chê mình, bảo là do xe của mình thôi chứ xe con bình thường thì đâu cần phải về số thấp. Thì đấy là một cái sai lầm cực kỳ luôn. Chính vì mình đi xe nặng như thế này mình mới biết được một cái ưu điểm khi mà chúng ta sử dụng số để phanh, để hãm lại. Ở đây có rất nhiều xe con đã từng lao xuống vực của mọi người nhé, không đùa được đâu. Cái chiếc xe con kia là định lấn làn định vượt kia kìa, nhưng mà thấy xe máy mà họ mới thụt vào đấy. Thêm một kinh nghiệm của nữa đối với mình, khi mà gặp những cái bạn trẻ đi theo đoàn như thế này này thì mình sẽ sử dụng còi để báo cho các bạn đấy. Đấy, các bạn cứ mãi nói chuyện đấy, cứ mãi nói chuyện như kia là sẽ tạt vào và chúng ta sẽ bị ăn đòn oan đấy. Nên là tốt nhất là mọi người nên sử dụng còi đúng lúc. Đấy, như cái chiếc xe này như thế đấy, mình sẽ báo còi như thế này để họ không nhìn thấy gương chiếu hậu. Lỡ may chẳng may họ đang nghĩ gì đó xong họ rẽ sang luôn thì toi. Xuống dưới này rồi thì quãng đường nó cũng đỡ hơn một chút, xe cũng không cần phải đi số thấp nữa. Đấy, mọi người thấy chưa, cái đèo Thung Khe nó nguy hiểm, rất là nguy hiểm như vậy ấy, bởi vì nó nhiều sương mù, dốc liên tục. Ôi, đến đoạn này thì mình thấy là nó cũng không có nhiều sương mù và cũng không có dốc liên tục nữa, nên là có lẽ là mình sẽ kết thúc video ở đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã ghé thăm kênh của Nếm, cũng như là xem hết cái video này. Hy vọng là cái video về đèo Thung Khe sẽ là một cái kinh nghiệm bỏ túi cho những ai mà đang có ý định du lịch Mộc Châu, và cũng như là đi trải nghiệm những cái con đèo khác của Việt Nam. Chúng ta nhớ nhá, lên dốc hay xuống dốc là nên đi số thấp thôi, thì chúng ta sẽ thấy an toàn hơn rất là nhiều. Cảm ơn quý vị khán giả nhé. Nếu mà còn yêu cầu review về một cái đèo nào nữa của Việt Nam, một cung đường nào đó hay là một cái địa danh nào đó, thì hãy để lại trong phần nhận xét, Nếm sẽ tới đó để thực hiện thay cho mọi người. Và hy vọng là những cái video này sẽ giúp cho mọi người thêm yêu Việt Nam, cũng như là thêm cái nguồn cảm hứng để du lịch Việt Nam hơn mọi người nhé. Tạm biệt mọi người, bây giờ thì mình về Hà Nội đây. Các đoàn phân khối lớn đang đi lên Mộc Châu.